xinh đẹp với outfit thanh lịch và nữ tính đến từ nhà Mega. Sự kết hợp giữa một em áo sơ mi màu nâu trung tính nhã nhặn, họa tiết kẻ caro hot trend đang được các nàng cực kỳ yêu thích. Thiết kế cổ sơ mi thanh lịch mang lại vẻ ngoài sang trọng và trẻ trung cho người mặc. Để nâng cấp sự nữ tính, mình ngay cùng một chiếc chân váy xòe dáng chữ A basic, phối đồ nào cũng hợp, độ dài qua gối lịch sự, mặc đi chơi đi làm đều ok. Váy có kèm một dây lưng da xịn sò, mặc mặt kim loại sáng bóng và sang chảnh. Áo chất hô hàn cao cấp cực kỳ mềm mại, mặc thoáng mát, thấm hút mồ hôi và thoải mái hoạt động suốt ngày dài, mặc thích mê luôn ạ. Chân váy tuyết si thái dày dặn, váy đứng form có độ xòe tự nhiên khi mặc. Một bộ outfit nữ tính và thanh lịch thế này thì sẽ không thể thiếu một đôi cao gót đen và một chiếc túi đen để hoàn thành diện mạo chuẩn công sở nữa. Nhấn theo dõi ngay fanpage Mega Fashion để cập nhật được những mẫu thiết kế thời trang mới nhất nha.